xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong kênh YouTube mình nha. Hôm nay thì mình sẽ quay cái phần tiếp theo của chiếc phà vượt biển này. Cái video trước mình đã quay hạ thủy, video thứ hai thì mình đã quay cái mấy anh lụm lấy phao lên. Bây giờ thì mình đã lên trên phà. Đây thì cái chiếc phà đang trong quá trình hoàn thiện cho nên nó còn hơi sắt thép chút ha, hơi cát chút. Bây giờ thì mình sẽ nói sơ qua chiều ngang và chiều dài của chiếc tàu này nha các bạn. Chiếc tàu này, tàu phà vượt biển này có một cái chiều ngang là 12m9. Chiều dài cũng 69m hay sao á, thì cũng có giá tiền cũng gần 20 mấy, gần 30 tỷ nha. Thì theo thông tin mình được biết thì cái chiếc này có gắn hai động cơ Mitsubishi S12R. Đây thì bây giờ thì mình sẽ đi từ từ và khám phá xuống hầm máy cho các bạn và mọi người cùng xem cho nó vui nha. Cái hầm máy thì chạy cái chân vịt 1m75, hộp số thì 3 tua máy á. Thì bày ngay cái này là mấy anh đang trong quá trình còn sơn phết, đồ dọn dẹp, đồ tùm lum hết các bạn. Cho nên là mấy anh chưa có xong. Đi xuống hầm máy anh ơi, em coi thử đây. Chờ cho nó câu điện. À, chờ câu điện ha. À, đúng rồi. Đây là cái đường xuống hầm máy này các bạn. Bây giờ thì trong khi chưa có điện thì mình không thấy đường xuống luôn. Bây giờ thì mình sẽ xuống luôn. Chút có điện rồi câu sau ha. Đây cho các bạn xem cái động cơ Mitsubishi S12R. Wow, cái cục máy này nó màu xanh nha. Vì cái này trong mấy anh chưa có hoàn thiện xong cho nên các bạn không thể nào nghe được cái tiếng động cơ. Wow, cái cục này nó bự dữ người ta. Thì nó quyết dữ vậy. Lớn mã lực hơn nha các bạn. Nó bao nhiêu quên bà đó rồi. Tại vì cái này trong quá trình hoàn thiện cho nên là còn hơi bụi bặm dơ giấy chút xíu. Các bạn xem thông cảm ha. Trước khi mà chuẩn bị xuất phát rồi thì bảo đảm các bạn là nó sạch sẽ và đẹp đẽ mát luôn. Đây là cái máy dầu, máy để mà bơm dầu hay sao này. Tại vì dưới đây giờ nó tối thui rồi các bạn. Nhà nó thôi chạy hộp số 3 tua máy á. Wow, đúng là cái chiếc tàu này bự thiệt. Đây là cái quạt này. Bên kia còn một cục xanh dần nữa kìa. Đây, bây giờ thì mình sẽ tìm cái thông số kỹ thuật của em nó nha. Đây, cái này là cái gì đây. Wow, hết thấy đường cấp màu rồi cũng hết biết luôn rồi các bạn ơi. Này mình thấy một cái đèn mình gọi, một cái máy quay mình cầm, cho nên là cái thông số này thì anh em các bạn nào biết thì có thể để dưới lại bình luận cho mình biết nha. Nhưng mà mình chỉ biết cái này là cái Mitsubishi thôi, Mitsubishi. Còn đây là hộp số này. À, đây chính xác này, đây mới chính xác, giống như cái này S12R nè, thấy không, TB gì đó. Model là không, model đâu, không, cái này không có. Rồi, nói chung là cái này thì anh em các bạn thoải mái thì có thể để cho mình là bình luận cho mình biết ha. Đó, cái thông số này S12 rồi. Cái cục của anh Phước Trâm thì nó màu xanh, ở quên nó màu xám, còn cái cục này thì nó màu xanh xanh dương ha. Này là mỗi một bên như vậy thì là 6 cái bét. Đúng rồi, 6 bên kia cũng 6, nó là 12. Này các thông số kỹ thuật của cái chiếc tàu phà này đây. Này hộp số này. Hộp số thì đâu 3 tu mấy á. Còn cái chân vịt thì 1m75. Hộp số có giấy số ở đây luôn nè ha. Đọc ha. Cái này, wow, cái ống xả nè các bạn ơi, quá là kinh, thiệt là kinh khủng khiếp luôn. Nó bự mà nó to kìa, như một cái thùng bê vậy. Mình thì chỉ biết diễn tả vậy thôi, còn cái này là chắc cái buông nhúng này. Đây là cái chỗ đóng tàu của anh Hoàng. Anh em các bạn ở Cần Thơ thì có thể anh chỗ anh Hoàng thì chuyên đóng và sửa chữa những chiếc tàu phà vượt biển và xà lan đâu ha. Địa chỉ thì nãy mình quên mất tiêu rồi. Chút nữa có gì mình đi ra cái cổng mình quay lại cho mọi người xem. Ở bên đây cục máy tiếp theo nè. Ồ, nó bự hết hồn đó ta. Wow. Chi tiết là nó hơi tối thôi, mình đi xuống đây là nó cũng nực dữ trời lắm nè. Còn ở đây mình phải dùng tới một cái bơm bự luôn. Này chắc ống nước quá. Wow, cái cục, cái đầu máy phía trước nè. Review máy nè. Còn đây là cái miếng cao su. Bây giờ thì mình sẽ đi qua phía bên kia. Đây qua phía bên bên này coi thử, cái này là cũng phải là cái
12 EG không? Cái mặt này nó hơi ấy, mình không thấy rõ. Nè, hết 12 EG rồi các bạn thấy không? 1000 mấy, để mình chùi chùi cho các bạn xem, chùi chùi cho nó sáng sáng xíu, tại nó hơi tối tối á. Máy mà chùi luôn. Đây cái này 1000 tiêu bạ nữa rồi. Rồi. Đây, chùi sạch đây này. Cái này nó có cái sức ngựa là cái gì đó, 1008 gì đó. 2012. Anh em các bạn thì gành về máy thì có thể để lại bình luận cho mình biết nha. Đây mình thì cũng không gành về máy máy nữa. Nhưng mình thì rất là thích chiêm ngưỡng và ngắm nhìn nghe những cái tiếng động cơ nó phê như thế này đây. Bên này cũng vậy, cái ống xả của nó nữa nè, ống xả của máy nè. Và dưới thằng máy này phải nói là tối khui mà lực dữ lắm các bạn ơi. Hết hồn chưa, nó bự nè, như một cây đại bác vậy. Và cái cục máy này nó màu xanh dương hết ta. Để vượt biển cho những cái chiếc tàu phà bự thì phải cần cái động cơ phải mạnh mẽ ha. Đây là bên trong. Wow, cái bình này bình nước. Không có thui không? Để coi chút mấy anh có mở máy có câu điện không, mình xuống mình quay cho các bạn chút nữa ha. Đây cái này người ta hạ thủy xong rồi người ta còn phải làm lại rất là nhiều thứ nha các bạn. Cho nên là nó hơi như thế này đây. Nhiều cái cục máy này phê ghê ta. Nhìn cái đầu vô ly trước nè. Đây là cái đường hầm nè, cái đường lên nè. Ôi. Má ơi, nó hầm, chịu không nổi luôn á. Còn đây là cái máy phát điện này. Đó, cái ống xả. Dạ. Đây cái ống xả này, chị ảnh nói để ảnh đợi chút xíu rồi mình sẽ đi xuống dưới quay thêm ha. Wow, vẫn là cái ben lái thủy lực. Cần hai ben. Một bên một ben ha. Này cho nó sẽ kết hợp. Khi mà cây này đẩy thì cái kia rút ha ba. Chắc vậy quá. À, khi mà hai cái này nó giống như nó sử dụng chung một cái điều khiển ấy. Ví dụ như bên này đẩy thì bên kia phải rút, bên này rút thì bên kia đẩy này, thấy không? Cây này nó chổi qua thì cây kia nó chổi ngược lại này. Máy phát điện này còn mới luôn ha. Đó, cái ống bồ bên kia đưa ra, thấy không? Các bạn thấy dữ tận chưa? Để chút nữa cho mấy ảnh câu điện thì mình sẽ đi xuống dưới cho các bạn xem thêm chút nữa. Đằng này thì còn rất là nhiều tàu. Tại thì mình đang ở trên sông này ở Cần Thơ. Ở phía đằng kia thì có một chiếc, không biết cái chiếc gì nó bự to đùng luôn kìa nè. Không, mấy chiếc có máy còn cái phê nữa đó. Đây các bạn, bây giờ thì ảnh câu điện lại rồi. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới cho các bạn xem lại nha. Hỏi anh Thành ở dưới này luôn. Ồ, cái máy này bao nhiêu mã lực anh Thành, hồi nãy em coi mà em không biết. Đây, có mã hết. Một hình như là 1080 mã lực hay sao á. Đây, 1900 1900 1901. Ừ. À, 1900, trời, nãy em đọc con số. Đâu. 1000 đó cái ở đó đúng không đây tua là 2012 tua mã lực ở trong này. À, 1012 tua hả? 1089 mã lực hả trời. Cái con số này em cũng có gối học kiếm được ngu luôn. Ủa cái này là cái gì anh Thành? Cái lược dầu. Ồ, ba cái luôn ha, cái bồn dầu cái này á anh. Ờ, nãy không có điện bởi cho nên em không thấy. Ủa, cái hầm máy này cũng tối tăm dữ ha. Bây giờ có điện mới thấy rõ hơn rồi các bạn. Ồ, nó xài xài bốn cái lược nhớt luôn hả ta?
năm cái lượt nhớ của các bạn. Ồ, giờ này có điện lên nó hoành tráng hơn ha. Ủa trời, ở cái này nó chạy maximum luôn là 1 giờ bao nhiêu dầu anh Thành biết ta? 1 giờ nó chỉ có 1 tiếng đồng hồ, nó chỉ có 40 lít. 40 lít ha. Ồ, chạy, ủa mà cái chiếc này chạy có nhiêu lý anh Thành? Đây, nó chạy khoảng 15-16 lý. 15-16 lý là hai máy nó chạy maximum luôn là hết nhiêu dầu đó ha. Cái này còn vệ sinh nữa anh Thành. Vâng. Ủa cái này với cái của anh Phước là thằng nào bự hơn, thằng nào mới lực nhiều hơn ta? Này mới lực nhiều hơn ha. Mà em thấy nó cũng y gan nhau, mà của anh Phước thì nó màu xám. Cái này màu màu xanh. Cái này cái ống dầu cái ống gì anh Thành? Này là ống nước. Ống nước ha. Cái này là cái ôi anh Thành ơi, nếu nó định ở đâu anh Thành nha. Hôm trước cái lỗ cho nó chảy về. Nhưng cái này giữ đoạn ha, cái hầm máy hơi hẹp hơn cái của anh Phước ha. Rộng hơn. Rộng hơn anh. Tại vì cái máy lúc trước là cái đầu máy nè, là cái đầu máy. Dạ, đúng rồi. Cái này có mình đầu. Dạ, không rộng hơn. Cái cục máy này chắc nó cỡ chục tấn đó anh Thành. Dạ đó. Cỡ chục tấn nha. Ồ, với nó chạy hộp số 3 tua máy hả ta? Ờ, cái này là cái dầu vô hả anh Thành? Đó là cái dầu qua máy. Ờ, dầu vô nè. Ồ, cái máy bự như tống dầu cũng nhỏ xíu ha, có nửa cầm tay à. Ồ, đây là cái hộp số này các bạn, hồi nãy thì mình thấy không có rõ. Đây là cái hệ thống, cái máy của anh Phước còn dây điện giữ trời lắm. Này thì ít dây điện nè, cái này là máy thủy luôn quá anh Thành. Máy thủy. Giữ gần chưa. Mình cái cục máy là chảy nước miếng liền. Máy rất là rộng nha các bạn, hai cái hai bên này ra đó, thằng em đứng bên đó rồi các bạn thấy không? Máy lớn nữa, bên trong thì có máy quạt để hỗ trợ làm mát máy. Mấy cái này thì mình quay chưa có điện thì mình không rõ, giờ có điện thì ok. Rồi, chắc có lẽ cái video mình sẽ tạm dừng ở đây nha các bạn. Đó, thì khám phá hầm máy như vậy là đã đủ phê, hai cái hai bên này.